lão tiên sinh, khi nào ông định sắp xếp nhân chứng xác định hung thủ? Sẽ sắp xếp nhanh thôi, nhưng tôi sẽ không trực tiếp đưa người đến đây để xác định. Nhận dạng mặt đối mặt, hung thủ có thể sử dụng các phương tiện khác để gây ảnh hưởng đến nhân chứng. Nhìn xem, bên trong túi này là ảnh của tất cả nhân viên cảnh sát. Lát nữa sẽ đưa cho nhân chứng để nhận dạng ảnh. Vừa rồi thật sự muốn dùng một số kỹ thuật tâm lý để làm phiền tâm trí của nhân chứng. Bây giờ con đường này bị chặn rồi. Thôi lão tiên sinh không hổ là thám tử giàu kinh nghiệm. Tiếp theo lão tiền bối chắc chắn sẽ sắp xếp toàn bộ quá trình một cách hoàn hảo. Vậy làm thế nào để không bị nghi ngờ và thay đổi một số liên kết hợp lý nhất, từ đó tạo ra lỗ hổng và phá vỡ nó? Thôi lão tiên sinh, nếu như vậy thì chúng ta sẽ làm theo hai đường. Một bên chịu trách nhiệm truy bắt thủ phạm thực sự, một bên chịu trách nhiệm điều tra kỹ lưỡng sát thủ mô phỏng live stream. Có thể. Vậy tôi sẽ đi nhận diện hung thủ ngay bây giờ. Một mình tôi là đủ rồi. Thôi lão tiên sinh, tôi muốn ông và tôi cùng phụ trách vụ án phân xác. Vụ án này dù sao cũng rất khó khăn, và trong số những người ở đây, ông có nhiều kinh nghiệm nhất, ông thích hợp nhất để bắt ở tuyến đầu. Lời này thật sự rất hợp lý. Đuổi theo hung thủ live stream dù sao cũng chỉ là tội phạm trong chương trình. Là tội phạm nào? Và hung thủ bí ẩn là một kẻ sát nhân thực sự. Còn một lý do khác, chính là vụ án phân xác này là một tội ác có thật, mà truy sát live stream là diễn tập ảo. Thời gian diễn tập dài hay ngắn không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu chúng ta không thể tập trung vào vụ án thật, cho hung thủ thời gian trốn thoát, hậu quả khôn lường. Thôi lão tiên sinh là người từng trải qua vụ án này 20 năm trước. Đối với thủ phạm thực sự, nhất định phải có ham muốn tìm hiểu hơn bất cứ ai. Được, vậy thì làm theo những gì cậu nói. Tôi sẽ phụ trách việc truy lùng kẻ sát nhân thực sự với cậu. Nhưng mà, nhiệm vụ xác định hung thủ cũng tuyệt đối không thể trì hoãn ở phía sau. Phải triển khai cùng lúc. Nếu không, một khi thời gian kéo dài quá lâu, ký ức của nhân chứng có thể bị mơ hồ. Hãy để sĩ quan Đoàn đi theo dõi trực tuyến mà anh ấy đang làm bây giờ, chung với mục đích nhận dạng kẻ sát nhân. Về phần sĩ quan Tần và sĩ quan Bạch, cũng cùng chúng tôi làm vụ án thật. Tôi và ông cùng một tuyến, họ hỗ trợ ở tuyến 2. Tiểu tử này làm việc đầu óc rất rõ ràng, là một tài năng có thể đào tạo. Đợi sau khi chương trình live stream truy đuổi kết thúc, nói Quách cục trưởng đem hắn tới làm đồ đệ. Như vậy tôi cũng có thể yên tâm nghỉ hưu. Làm theo lời cậu nói đi. Sắp xếp triển khai cơ bản. Tô Thần lẻn ra ngoài và trốn trong phòng vệ sinh, lại một lần nữa tiến hành thần thuật. Đây là địa điểm ném xác cuối cùng. Hắn đã giết người rồi. Chuyển thời gian về trước một chút. Sau đó toàn bộ khung cảnh được tô ngược lại khoảnh khắc hung thủ giết người. Hóa ra là bắt đầu suy diễn ở nhà dân. Cho tôi xem mặt của anh. Anh thực sự là ai? Tuy nhiên, khuôn mặt đằng sau chiếc áo mưa vẫn hầu như tối đen, chỉ lộ ra một cái miệng tươi cười. Không đủ, vẫn là không đủ. Con có thể tua về trước nữa không? Tôi muốn thấy anh ta cởi áo mưa. Bằng chứng hiện tại tôi có thể nào tính được tình trạng cuộc sống trước khi hung thủ thực sự này gây án không? Tính cách của hắn, nghề nghiệp của hắn, mọi thứ của hắn. Mặc dù tôi đã thấy nhiều thứ hơn trước, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Bây giờ đã có thể suy ra quá trình gây án của toàn bộ vụ án. Cần thêm một chút thông tin cá nhân của hung thủ để suy luận thêm. Nhìn thấy điều kiện sống và ngoại hình của hung thủ rồi, nhưng làm thế nào để tôi có được thông tin này? Bây giờ có manh mối chứng cứ về vụ án này đều đã xem xong rồi. Tôi biết thông tin cuối cùng được giấu ở đâu. Tôi thật không biết. Làm thế nào anh có thể nhìn chằm chằm vào những hồ sơ này trong 8 năm? Mỗi vụ án chưa giải quyết là một khoản tiền. Hồ sơ là phiếu nợ của chúng tôi, những gì nợ người dân không thể quên trả. Lão đại, làm việc chăm chỉ chút, giúp tôi xem cái này có thể phân tích được gì không. Trên tờ giấy này lại là dùng góc nhìn của người xem để ghi lại toàn bộ quá trình phạm tội của vụ án này. Hơn nữa khi mô tả hành động của hung thủ khi ném xác, điều cắm miệng, cách ra tay, đặc điểm âm thanh và các chi tiết khác đều được viết ra. Mô tả chi tiết như vậy, dường như được ghi lại bên cạnh hung thủ. Đây là anh viết à? Tôi đã kết hợp các manh mối được ghi trên hồ sơ với thông tin xưa mới được phát hiện. Đại khái suy ra quá trình hung thủ. Lão đại, cô là chuyên gia tâm lý, cô giúp tôi xem xem, cô có thể suy ra một số thông tin cá nhân của hung thủ từ đó không? Như tính cách hay gì đó. Tô Thần, tôi luôn nghĩ anh biết điều gì đó về vụ án này, nhưng không cho chúng tôi biết. Thông thường người mới nhận được vụ án đều cảm thấy bối rối, nhưng cảm giác phương hướng của anh rất rõ ràng. Lão đại, tôi đã lên mạng tra, bốn chuyên gia khác tất cả đều có thông tin cơ bản, ngay cả những nhân viên nội bộ như Vương Diên Hưng, nhưng của cô tôi không tìm thấy. Chúng ta mới quen nhau vài tiếng, anh dám nói với tôi như vậy. Lần này live stream sẽ không kết thúc quá sớm. Sau này anh còn muốn tạo phản sao? Không dám, không dám. Sĩ quan Bạch nói đúng, Tô Thần này chính là muốn tạo phản, mau bắt hắn đi. Tô Thần không chạy trốn mà còn dính vào vụ án. Một tên tội phạm bảo đang dẫn đầu các chuyên gia bắt tội phạm thật. Tô Thần đây có phải là lấy công bù tội không? Con thú bằng đồng trong bức ảnh này không phải là con thú lớn trong đầu sao? Còn có một cây bút có chữ thiết diện được hàm bằng hoa văn vàng. Xích trại thần thú cai quản luật pháp công lý, bảo vật quốc gia, bị mất trong chiến tranh, hiện đang lưu giữ tại bảo tàng thần cung ở Sakuzo quốc. Loại di tích văn hóa các quốc gia này cứ như vậy lưu lạc bên ngoài, có cơ hội lấy lại. Lão đại, cái gì đây? Đây là hồ sơ tâm lý, chủ yếu được dùng để đánh giá động lực và hành vi của tội phạm và điều trị những người có tâm lý bất thường. Nhưng mà người bình thường cũng có thể làm được một chút. Ví dụ như lần này Lai Sơ Chin truy đuổi, tôi rất muốn lập hồ sơ cho anh ta. Họ rất khác thường. Chờ có thể bắt được rồi nói sau. Cho tính cách hoang tưởng 70%, tính cách hỗn loạn 21%, hai loại này chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các khuynh hướng tính cách còn lại ít ảnh hưởng hơn. Thích nhạc heavy metal, có khả năng chống trinh sát mạnh và có rất nhiều sức mạnh thể chất và một số chuyên môn của nhà giải phẫu học. Quan hệ xã hội với người chết phức tạp hơn. Để cho anh hiểu, tôi cố gắng loại bỏ các thuật ngữ chuyên môn. Nó được viết bằng ngôn ngữ ghi chép gần với hồ sơ vụ án. Thế nào, nó có giúp cho anh không? Tất nhiên, giúp ích rất nhiều. Tôi cảm thấy một đường dây vô hình trong đầu kết nối tất cả thông tin trước đó. Tô Thần, anh ta đi đâu vậy? Tô Thần đi vệ sinh rồi, có thể là uống quá nhiều cà phê. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị. Có thể mở cuộc điều tra ngay lập tức. Nhân tài công nghệ quá tập trung vào công nghệ, đôi khi quên tôi rồi.
Đoàn Dư, bức tường thông tin này của cậu thế nào rồi? Đã phá vỡ 4 tầng rồi. Bây giờ tôi có thể phát hiện chỉ còn lại cái cuối cùng. Tầng này tôi có thể kết thúc ngay. Khi anh bắt đầu, cũng nói như vậy. Đã bao lâu rồi? Sĩ quan Đoàn đừng ám ảnh đánh nhau. Tiểu Đoàn, chuyện này của cậu phải để sang một bên. Bây giờ chúng tôi cần anh thay tôi phụ trách việc xác định hung thủ. Bên này tôi tổ chức với cảnh sát Tô Thần đang ở tuyến đầu. Bên cậu chỉ cần có kết quả thì lập tức cho tôi biết. Được, tôi lập tức đến phòng thẩm vấn của Tổng cục để nhận dạng. Các vị, tôi biết khả năng vụ án này có thể được giải quyết là rất nhỏ. Vì vậy hãy nghĩ về nó. Đồng chí Tô Thần với tư cách là cảnh sát lần đầu tiên tham gia phá án ở tiền tuyến, lại là người duy nhất trong toàn bộ lực lượng đặc nhiệm biết rõ hồ sơ vụ án. Gánh nặng của cậu ấy nặng biết bao, chúng ta nên thông cảm. Vì giúp Tô Thần phá án, đừng chỉ lo việc riêng của mình. Một đội như vậy là rất mệt mỏi cho người tổ chức. Chúng ta phải cố gắng hết sức để giải quyết vụ này. Cho dù không có cách nào phá nó, đây cũng là một quá trình trải nghiệm rất hữu ích. Phải, lý luận này có thể được nghiên cứu bất cứ lúc nào. Nhưng trường hợp hiện tại thì càng nhanh càng tốt. Thôi lão, ông nói đi. Tôi cũng làm theo ý tưởng của Tô Thần. Tiểu Đoàn đi xử lý chuyện xác định hung thủ. Tô Thần và tôi sẽ ở tuyến đầu. Tiểu Tần và Tiểu Bạch, hai người đi theo chúng tôi, luôn sẵn sàng khi cần thiết. Vâng, thôi lão. Tô Thần sao lại đi lâu như vậy? Bụng có vấn đề sao? Đây là một khu phố cách nhà cô gái hai dãy nhà. Đây là những người mà cảnh sát đã điều tra vào thời điểm đó. Lần này tôi có đủ thông tin. Nó sẽ dẫn chúng ta đến nhà của hung thủ. Xin hỏi, quanh đây có người thích nhạc heavy metal không? Có mấy gia đình ở tòa nhà số 6? Ngày nào cũng ồn ào khiến tôi không ngủ được. Cũng không biết người trẻ tại sao lại thích loại nhạc này. Người thích nhạc heavy metal này có tính cách hơi hoang tưởng, có thể thể hiện sự hỗn loạn, và khoảng 30 tuổi. Không có nhiều người ở độ tuổi này vẫn thích heavy metal. Anh ta có thể làm việc về chặt thịt, hoặc ít nhất là có kiến thức về nó. Hầu như tất cả những người sống ở đơn vị 2 đều là người bán hàng ở chợ gần đó. Có rất nhiều người bán thịt. Người tôi đang tìm là một nam nhân mạnh mẽ. Hắn có thể thích tiểu thuyết trinh thám hoặc phim ảnh. Tòa nhà số 6, đơn vị 2, có một người như vậy không? Nghe giống như chú của phòng 801 ở tầng 8. Tôi nhìn thấy anh ta qua khe cửa đọc sách về vụ án. Hình như đang nghiên cứu cách cảnh sát phá án. Rất tốt. Trong hồ sơ tâm lý sao lại có nhiều mâu thuẫn như vậy? Nhân vật được miêu tả có một cảm giác khó chịu không thể tả. Xem ra tôi đã đến đúng nơi. Tại sao lại giết cô gái đó? Vâng, là tôi đã làm. Tôi thừa nhận, tôi không nói chuyện với anh. Đừng trốn nữa. Tội ác của một người không thể trốn tránh được. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.